Sáng 9 tháng 5, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, 329 người liên quan đến bệnh nhân 3.141 đến từ Bắc Ninh được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, từ chiều 8 tháng 5 đến khuya cùng ngày, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng thần tốc truy vết những người tiếp xúc gần và liên quan đến lịch trình tham quan du lịch Đà Lạt dày đặc của bệnh nhân 3.141 đến từ Bắc Ninh. Cụ thể, đã có 329 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó có 179 F1, còn lại là F2. Theo CDC Lâm Đồng, trong số đó có 51 trường hợp là nhân viên cảng hàng không Liên Khương, số còn lại là trong cộng đồng thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, có 11 trường hợp đi từ các vùng dịch về được lấy mẫu xét nghiệm, cũng cho kết quả âm tính với COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận cho biết, với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3.141, tuy đã cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, nhưng CDC Lâm Đồng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2, lần 3 theo quy định để đảm bảo phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Dù 329 người F1, F2 liên quan bệnh nhân 3.141 có kết quả âm tính lần 1, nhưng yêu cầu tất cả trường hợp F1 phải đưa đi cách ly y tế tập trung theo đúng quy định, phải khẩn trương khoanh vùng để dập dịch. 27 trường hợp F1 liên quan bệnh nhân 3.141 sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở của Công an Lâm Đồng ở tổ Đa Phú, phường 7 Đà Lạt. Khuyến cáo người dân đến các địa điểm bệnh nhân 3.141 đã ghé qua trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 5, chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế. Cũng trong 9 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, 52 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 3.141 quê Bắc Ninh có đến Khánh Hòa dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Bản tin sáng 9 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là 6 ca, Bắc Giang 5 ca, còn lại ở Lạng Sơn, Đắk Lắk và Hà Nam. Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 3.245 bệnh nhân COVID-19. Thông tin về 15 ca mắc mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 3.231, bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là F1 của bệnh nhân 2.899. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 3.232 đến bệnh nhân 3.236, bệnh nhân 3.244, 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, 3 người nhà và 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân 3.237, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có tiền sử đi về từ Đà Nẵng và liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3.131. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân 3.238, bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân 3.239, bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân 3.240, bệnh nhân nữ, 5 tuổi, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân 3.241, bệnh nhân nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân 3.242, bệnh nhân nam, 12 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân 3.243, bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân 3.245, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 5 năm 2021 của bệnh nhân 3.238, 3.243, 3.245 dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Số người cách ly 42.293, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 685, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.810, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 18.998. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 25 ca, lần 2 22 ca, lần 3 17 ca, số ca điều trị khỏi 2.602 ca.